Bị bệnh nhưng không đến gặp thầy thuốc mà lại mời thầy cúng, thầy pháp trừ tà ma, tưởng như là chuyện chỉ xảy ra ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, dân trí thấp trong quá khứ. Thế nhưng mới đây, bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận trường hợp hai chị em bị chấn thương nghiêm trọng mà nguyên nhân là do bị một thầy cúng đánh đập để đuổi tà ma. Thân thể này là kết quả sau 2 ngày mời thầy cúng từ Đắk Lắk xuống Bình Dương để trừ tà. Chị Nguyễn Thị Thủy hôn mê, suy thận, suy hô hấp, tiên lượng rất xấu. Tất cả là do những đòn roi đến từ 27 cây dâu tằm của thầy cúng, cho rằng đánh như thế sẽ đuổi được tà ma. Chị nó cứ nói là làm xàm á, và lúc thì bảo là ông bà nội, ông bà ngoại nhập á, lúc thì bà ta là bà chú nọ và chú kia nhập vào. Nghe nói là ông thầy nào giờ làm phép làm bùa mà trên Đắk Lắk cơ, mà ngoài Bắc vào ở định cư Đắk Lắk á, mà để bạn với chồng của chị Thủy á là mời xuống. Mình không có ngờ rằng là người thầy lại mình có tính đâu là chỉ dùng phép đồ này kia rồi bảy qua bảy lại thôi để cho sợ thôi, chứ đâu có là để cho người mà dùng nhà tấn đánh khu quần trừ chỗ nào luôn. Theo người nhà nạn nhân, hai chị em chị Thủy và chị Nhàn có triệu chứng nói làm nhảm như ma nhập từ khoảng một tháng qua. Vì đi khám tại bệnh viện lớn nhưng không ra bệnh nên đã mời thầy cúng xuống làm phép. Hai trận đòn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ với hy vọng đánh đuổi được tà ma đã khiến toàn bộ phần cơ dập nát, thận không thể lọc chất độc và nguy kịch đến tính mạng. Cái sưng phần mềm vùng cổ trái á, thì nó gây tạo một cái khối máu tụ rất lớn, chèn ép đường thở. Thận nó đang bị ảnh hưởng, nhưng mà mức độ tiên lượng nó sẽ nặng, diễn tiến nặng trong những ngày tới. Người chấn thương nhẹ hơn đã được chuyển lên khoa nội thận theo dõi, do bị thầy cúng đánh ít nên sẽ phục hồi tốt. Còn chị Nguyễn Thị Thủy lại cần đến sự may mắn để có thể sống sót. Trao đổi qua điện thoại với người nhà nạn nhân, thầy cúng cho rằng mình đã hết thời nên không còn thiêng. Sự mất thiêng đó đang đánh đổi bằng mạng sống của một con người.